qua đi lại cô sốt ruột một, mà con còn sốt ruột tới 10 vậy con? Trời ơi cô, tại sao nói chuyến bay xuống 12 giờ mà bây giờ tới 2 giờ mà chưa ai về nữa vậy cô? Trời ơi, đi từ Việt Nam về mà con còn phải qua thủ tục hành chánh rồi còn phải lấy hành lý nữa, từ từ thôi rồi về. Thôi đi nè, đi vô lấy cái bánh sinh nhật ở đây cho cô, mau lên. Dạ. Về giờ đó. Hai cái cha con nhà này thiệt tình đó nghe. Cho đi Việt Nam nó chơi vậy đó, về tới phi trường ít nhất phải gọi một tiếng chứ. Giờ nãy giờ không có thấy tin tức đâu, bực cả mình, ít nhất phải gọi chứ. Dạ đúng rồi cô, đáng lẽ phải gọi chứ, tại sao kỳ quá vậy cô? Từ từ rồi người ta gọi con làm gì con sốt ruột vậy, thấy cô không? Cô tỉnh bơ thấy không? Trời đất ơi, cái bánh sinh nhật á, con này hay nha. Cái màu bánh sinh nhật y như cảnh trí nhà cô vậy á. Trời ơi, nó nghe nè, nhà cô bận rộn quá, cô chưa sửa sang gì hết. Cho tin nó nói mai mốt nó design lại, nó sơn phết lại đó. Dạ. Đẹp quá, bánh sinh nhật này về là hai cha con nó là surprise lắm đó nha. Cô ơi, con lo quá à. Lo cái gì? Anh Jonathan đến về không kịp sinh nhật của con buồn lắm cô ơi. Đừng có lo mà, trời ơi, con trai cô biết. Trời ơi, nó trọng chữ hiếu, chữ lời hứa lắm, con biết không? Nó đã hứa, nó về là nó về. Đừng có lo. Lo là lo cho chú mày á. Ủa? Trời sao vậy cô? Trời ơi, chú mày ẩu lắm. Thì... cô nói nghe không phải cô nói xấu chồng cô nha. Trời ơi, chú mày nói thiệt nha. Ghê lắm. Chú mày nuốt lời hứa như là nuốt xương xa vậy. Xương xa là sao vậy cô? Cô có biết xương xa không? Xương xa cắt nhỏ nhỏ nuốt ực này dễ nuốt lắm. Thì lời hứa chú mày đưa vô miệng chú mày muốn ực vậy đó. Trời ơi, thiệt đó cô. Trời ơi, kinh khủng lắm đây nè. Cũng mấy cái vụ về Việt Nam nè. Mấy năm trước biết không? Tự nhiên có một bữa thấy chú buồn, nó ủa sao anh buồn vậy, chú nói là chú nhớ ba má quá mà. Dạ. Ba má chú vẫn bên Việt Nam đó. Ồ. Thì cô thấy thương tội nghiệp biết không, con có hiếu, cái cô mới nói là thôi mua cái vé về Việt Nam thăm ba má đi. Dạ. Cái chú mới vừa mới về tới Việt Nam nha, chú gọi sang cho cô liền, chú nói chứ trời ơi em ơi, anh về một mình rồi anh hối hận quá, anh buồn quá, anh nhớ em quá, lần sau là phải có em về anh mới chịu về á. Trời ơi, tốt quá vậy cô. Tốt gì đâu mà tốt. Vừa mới nói xong chú cúp phone một cái nha. Chứ chơi nguyên 5 tuần luôn không thấy tung tích đâu hết trơn trời. Trời ơi thiệt đó cô. Cô tức quá. Cô mới gọi về cho má chú. Gọi ủa má ơi má, má có thấy ảnh ở đó không má? Kìa má chú nói mẹ ơi nó gì ở đây, nó ăn với tao có một cái bữa canh chua có kho tổ rồi về rồi. Má tưởng nó về Mỹ rồi chứ. Trời ơi con ơi tức không. Chú đi đâu vậy? Tức quá, cô bay về Việt Nam liền, con mua vé bay về liền. Té ra chú thăm ba má chú thì ít mà thăm ba má người ta thì nhiều. Trời ơi cô. Chú mày ẩu lắm, sốt ruột lắm. Oh my gosh. Cái gì vậy? Chị chết con rồi cô. Cái gì chết? Anh Jonathan anh nói tánh tình anh giống như cha của ba ảnh đó cô. Cách không có, cô biết con, cô biết mà. Nghe nè, Jonathan á là gái mê nó, còn chú mày á là mê gái, biết không? Khác hẳn không sao đó. Mà cô nói thiệt nha, trời ơi cô sống mấy chục năm với chú mày rồi, lần này mà về trễ cái là biết tay cô á. Con cũng vậy á cô. Sao? Lần này anh Jonathan không về hả? I'll kill him. Cái gì vậy con? Cô con thằng con trai à. Mày giận mày ngắt mày nhéo được rồi. Mày kêu kêu gì? Mày để chú rồi để tao. I'll kill him thì có đó. Em anh về tới rồi nè em ơi. Về tới rồi đó. Home sweet home. Ủa sao ai lạ vậy? Trời ơi, cái gì vậy? Ủa em đó hả? Em. Sao lạ quá vậy? Cái gì mới đi có Việt Nam có 1 tháng lại về quên vợ quên con thì sao? Không phải, đi 1 tháng về thấy em đẹp quá. Trời đất ơi, thiệt cho em có một nét đẹp của một thiếu phụ chờ chồng 1 tháng. Thôi đi. Đẹp quá, đẹp quá. Trời ơi, chú. Gì con? Chú về hả chú? À. Chú khỏe không chú? Khỏe con. Chú đi mệt không chú? À. Chú Việt Nam cho vui không chú? Khoan con. Trời ơi, tôi đi máy bay không mệt, về gặp nhỏ tôi mệt rồi. Cái làm gì lăn xăng vậy em? Chờ sốt ruột từ sáng tới giờ đó anh ạ. À. Vậy hả? Ừ. Con cho chú ly nước đi con. Dạ. Thấy thương ghê. Điện thoại gì hình như nó cao chút xíu. Thôi. Nhưng mà nó dễ thương. Em. Gì? Nhớ quá, anh nhớ em quá. Anh nói thiệt với em nha, lần sau mà có về Việt Nam, anh về mình không về đâu. Biết rồi. Có về là về chung với em phải không? Ủa sao em biết vậy? Trời ơi cái này em rành quá rồi mà nè, xuống máy bay xong gọi cho em làm em lo muốn chết luôn vậy. Trời đó. Trời ơi kẹt giấy tờ em. Kẹt giấy tờ cái gì? Ờ. Thì tôi phải gọi trong tiếng chứ. Này chú nước này chú. Cảm ơn con. Dạ. Cô. Hả? Sao nãy cô nói kêu him mà. Trời ơi không về mới kêu, còn giờ về tới nhà rồi còn yên chí rồi biết không? Dạ. Đàn bà phải biết xí xóa con biết không? Dạ. Để tao dạy mày giữ chồng đó không biết con. Sao ta? Sao em? Anh bộ về Việt Nam ăn uống không ngon lành vậy sao, thấy anh có vẻ ốm á nghe. Trời em biết mà, về Việt Nam mà ăn thì ít mà chơi thì nhiều. Hả? Quên thiếu chữ đi. Đi chơi thì nhiều.
quên. Đi chơi con, đi chơi hả? Với lại anh nói em nghe nè, ai nấu đồ ăn Việt Nam ngon mà giờ thấy không ngon em ơi? Vậy hả? Tại không ai nấu vừa miệng bằng em nấu anh ăn hết á. Thấy không ngon? Ăn không ngon được cái gì hết á. Thậm chí á, nấu nước sôi mà còn thua em. Trời ơi, đem ơi, nước sôi mà thua gì nịnh vừa vừa đó. Chú mày thấy không? Xạo không á, cô biết cô rành lắm nhưng thôi kệ nó con. Tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tươi. Sao? Sao anh? Hả? Vậy là anh đi chơi nhiều lắm đó hả? Ừ. Đi vòng vòng ngắm cảnh gì, anh có thấy cái gì không? Thấy cảnh gì? Ôi, có thấy gì đâu. Mang tiếng về Việt Nam mà thấy trần nhà. Ủa sao thấy trần nhà? Anh ngồi sao thấy ít nhất phải nằm ngửa mới thấy. Hả? Cái gì? Tại sao thấy trần nhà? Nói tôi nghe tại sao? Không phải, trời ơi em không, em làm anh quýnh quá. Không phải. Trời ơi, đó không. Không phải, về Việt Nam buồn quá, nhớ quá. À. Không đi đâu quá, nằm khách sạn vậy nè. À. Rồi nhìn trần nhà nhớ em. Vậy hả? Rồi ai muốn làm gì làm. Em là hả? Không phải. Bạn bè nó muốn đi đâu đi làm gì làm, anh ở nhà khách sạn chờ em thôi. Anh vừa phải thôi không nghe chưa? Không có đâu. Nhưng mà anh nói em nghe, em yên trí đi. Anh công nhận Việt Nam mình bây giờ thay đổi nhiều quá. Thay đổi dữ lắm hả? Nhưng mà có một cái mấy bà bên này lúc nào cũng hơn mấy em bển hết. Hơn gì? Hơn tuổi. Trên 21 mình đã quắt rồi. Rồi nghe được rồi đó, lần sau chuyến sau đi về Việt Nam là em theo anh về cho anh biết. Gì? Em theo anh hả? À. Vậy thôi anh nhà giữ nhà. Rồi chú anh cho là tình đâu, sao không thấy anh về chung vậy? Ờ con đâu anh? Ủa? Nó không gọi điện thoại cho con hả? Dạ không. Trời đất ơi, thằng này bậy nha. Sao vậy? Nó ở lại thêm 2 tuần nữa. Hả? Vậy? Ở lại làm gì? Gì? Thì nó thăm ba má con. Ừ, anh biết ba má con ở Mỹ mà. Trời ơi. Trời ơi. Vậy thăm ba má ai? Trời. Vậy là thăm ba má người ta rồi. Trời ơi, con chết rồi. Anh ơi, tại sao vậy anh? Gì? Trời đất ơi, em nói anh nghe nè. Có một thằng con à, lần đầu tiên nó về Việt Nam, em giao cho anh. Ít nhất anh phải theo sát nó, anh theo dõi nó, anh chăm sóc nó. Sao anh để nó ở một mình là sao vậy? Hả, tại sao vậy anh? Trời ơi, giờ tới Việt Nam mà anh ai đi quậy với ai cô ai? Hả? Trời ơi, chú. À. Trời ơi, chú, sao chú kỳ quá vậy? Sao con? Tại sao để nó Việt Nam, sao hết kia ở nhà chung luôn? Trời ơi, chú. Gì? Con nghe nó con gái Việt Nam bây giờ đẹp lắm phải không chú? Đẹp lắm. Hả? Nó dễ thương quá trời ơi. Trời. Đứa nào đứa đấy nó cao như cột đèn. Sao? Cao là sao? Không, con nó cao tại vì nó mới guốc. Trời ơi. Guốc mà guốc cái gì? Bởi vì em nói anh có một thằng con mà anh không lo được thì em... Nhưng mà tại nó thích chứ không phải anh muốn đâu. Thích cái gì hết hả? Biết tay tao. Cái gì vậy trời? Cái gì vậy em? Trời ơi, nó có vỏ đó. Trời ơi. Mà tôi nói anh nghe nha. Anh mà coi chừng anh mà cà chớm đi quay lại tôi cũng... Biết tại tao. Trời ơi. Trời ơi. Một bên vậy, một bên vậy. Chết hai cha con tôi rồi. Thôi được má rồi. Má ơi, con về tới rồi. Cái gì vậy? Tiếng ai nghe quen quen vậy? Tiếng ai vậy? Jonathan. Hả? Cái gì vậy? Anh nói cái gì? Sao John... nói thôi là Việt Nam mà? Anh nói giỡn mà. Ủa? Giỡn hả? Ờ. Con, giỡn thôi. Xuống tấn con. Trời ơi. Đi con tháng mà ghê vậy trời. Thủ thân đó. Ờ. Má. Con. Trời đất ơi, nhớ con quá trời quá đất. Con nhớ má quá à. Nhớ má lắm nhớ, hả? Nhớ nhiều lắm. Ủa má, video má? Gì vậy? Mà nhớ má mới cái vi đâu à? Mà nhớ má này hay mà nhớ má trong kia vậy? Nhớ cả hai luôn. Nó chờ đó, sốt ruột từ sáng giờ mày chết á. Gì? Anh, gì? Đi vô nhìn trần nhà với tôi. Trời. Trần nhà cũ quá, có gì đâu nhìn trời. Sơn lại rồi. Hi. Hi. How are you? Fine. Trời ơi, nghe nó fine cũng bệnh luôn. How are you? Fine. Nhưng mà anh nói em nghe nè. Đi Việt Nam nhớ em muốn chết luôn á. Xảo hoài. Thiệt. Mai mốt á, về Việt Nam á, nếu mà em không đi á, anh không đi đâu. Trời ơi. Trời ơi, câu này tôi độc quyền mà trời. Trời ơi, cha nào con đó trời ạ. Thôi đi vô, mày kể đi. Thôi đi. Trời ơi, Việt Nam nhớ em nhiều lắm. Em có nhớ anh không? Nhớ gì đâu mà nhớ. I don't care. Cũng vậy mà. Đi. Đi chỗ thôi. Khác đi. Thôi để nó khe đi. Thôi đi vô, đi vô. Ba. Gì con? Gì? Nó giận con rồi, bây giờ làm sao? Mày dở quá. Quỳ đã bây giờ về, quỳ xuống năn nỉ. Quỳ hả? Vô đi. Bài. Nói gì vậy? Em ơi, tha thứ cho anh. Trời đất ơi, sao vậy con? Đứng dậy coi, làm cái kỳ vậy? Ai bắt anh quỳ đâu, ngồi trời ơi, ngồi xuống thôi. Đau quá, em giận thì anh quỳ cho em bớt giận thôi. Trời ơi, anh đau không tụi quá. Ây trời ơi. Đâu con, sao con đòi con kill him mà con?
Thôi cô anh về, bỏ qua cho ảnh đi, nhỉnh mặt nè. Đàn bà phải sao xí xóa phải không cô? Nói nghe nè, nhỏ này á, nó mê trai. Thì cũng giống cô đó. Gì vậy? Giống em thôi. Đi đi. Thích cô, thích cô, thích cô. Nè em á nha, phải học tập với đứa nhỏ đó. Tập gì? Thấy em nó giận, giận con Phúc mà. Ai nghe mỗi lần giận anh có 3 tiếng đồng hồ à. Trời ơi anh ơi, nhỏ vậy được chứ không lẽ đầu hai thứ tấp rồi lại gặp nhau là vui quá. Vui quá. Hả? Cái gì con? Con có mua quà cho má nè. Có quà cho má hả? Trời ơi, dễ thương không? Thấy con trai em không? Chà. Con mua cho má thùng Bistring. Nó đi Việt Nam vậy, nó mua tôi TV Big Screen hả? Không phải. Cái gì? Bía sầu riêng. À, cho rõ. Bánh bía sầu riêng. Bía sầu riêng. Má thích cái này lắm. Em coi á, đi về Việt Nam dẫn nó dạy nó nói tiếng Việt. Đi vô ăn kêu hai tô cháo gà. Nó nói cho hai tô cháo gái. Trời giống anh á. Trời ơi. Má, cái này đủ cho má ăn 2 năm luôn đó. Trời ơi, dễ thương không? Con thấy không? Thanh niên á mà biết thương mẹ là mai mốt lấy vợ thương vợ lắm, con đừng có lo. Cũng tại cái thùng bánh bía sầu riêng này á, con bị phía trường xét quá chừng á, cho nên con mới nói ba giờ trước. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà cái này á con mua cho má ăn chơi thôi. Còn quà đặc biệt á là ba hứa ba mua. Thiệt không con? Trời ơi, vậy hả? Anh. Quà em đâu? Đừng có nói đi tháng vậy mà không có quà cho em mà nha. Phải đặc biệt đó nha. Có chứ. Trời đất ơi, cho thằng nó biết mua cho ghế của nó. Anh không biết mua cho ghế của anh hả? Biết có không? Thấy không? Đâu quà em đâu? Để coi kiếm coi có không? Có không? Con thấy không cô? Con thấy không? Chú á, chú đáo lắm. Qua đây, qua đây anh. Qua đây, qua đây, qua đây. Chú đáo lắm con. Đâu quà em đâu? Quà từ từ anh. Quà quý vậy. Quà? Có rồi. Đâu được coi coi. Đây. Cái gì anh? Anh giỡn mặt với em hả? Cái này anh ghé Đài Loan anh vớt đại phải không? Không phải. Trời ơi em đâu biết hút thuốc đâu mà em ghét những người hút thuốc lắm anh biết không? Bởi vậy con người em không sâu sắc. Mua quà cho vợ là phải có ý nghĩa. Ý nghĩa gì? Em đồng ý với anh là ở bên Mỹ mỗi lần anh hút thuốc á là có em xuất hiện không? Đúng rồi. Mà em xuất hiện em cằn nhằn. Đúng rồi. Về Việt Nam mình buồn quá không có em nhớ em. Hả? Cho nên mua cây thuốc lá mỗi lần anh nhớ anh dọn cái thuốc lá. Đó là nhớ em mà là muốn tặng em á. Trời ơi thôi lần sau em không thích cây thuốc lá đâu nghe chưa? Đó để chú miệng mồm vậy không à? Anh quà của em đâu? Có, quà em đây nè. Đi quà cho nó đi con. Dạ. Anh có mua cho em một món quà đặc biệt. Đặc biệt là cái gì em đây vậy? Anh nói em nghe, anh về Việt Nam á, anh suy nghĩ một tháng trời anh mới nghĩ ra cái món quà này cho em đó. Trời đất ơi, tao nói má này nó ra A thần phụ nó mua một cái bánh bía sầu riêng liền, còn má kia tới một tháng trời nó mới mua được quà đặc biệt á. Thì cũng giống như em thôi. Sao? Hồi lúc mới quen em thì má anh cũng bị giống vậy đó. Ông là nhật nhân quả sao trời? Của tôi nhỏ mà. Em mở ra nha. Mở đi. Cô mở ra nha. Mở đi con. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Anh. Ủa sao tự nhiên không hát vậy? I don't like it. Why not? Em không có thích. Cô coi nè. Anh nói tìm tháng trời mà tìm cái này nè cô. Cô nhưng xem mà coi. Trời. Jonathan. Con mua cái này cho Vi á hả? Dạ. Trời. Vi à, con sorry cô. Không, con không cần gì sorry hết. Cô ok, anh cắt bánh, cắt bánh cho mấy đứa nhỏ đó, hôm nay sinh nhật của Vi mà, cắt cho nó vui đi anh, đi, đi cắt má, bánh đi. Cắt má. Bánh đi. Cô. Gì vậy? Em ơi, em. Trời ơi, mày hại tao cho nên thằng. Trời tao đi về Việt Nam một tháng trời tao feel tao guilty rồi. Nãy giờ tao ráng nịnh bả gần chết mà trời cho bả giận à. Một cái thật má mày là giận cá chém thớt, là giận mày chém chúng tao à. Kỳ vậy? Chuyện gì vậy con? Chuyện gì vậy? He says he understands me. À. He said he spent an entire month looking for my gift. Yeah. But he doesn't know me at all. Really? I don't like it. Oh my god, you don't like it? No. Why? Nó nói cái gì kỳ cục ba? Nó nói là con không có hiểu nó cái gì hết. Mà con nghe nó quen nhau mấy năm trời rồi. Con hiểu nó còn hơn nó nữa kìa. Really? Yeah. Nè, con biết á là khi mà nó cười.
con biết nó muốn đi qua Sydney. Vậy là quá hiểu rồi. Rồi khi mà nó nháy mắt á, là con biết nó muốn con hôn nó. Quá hí. Rồi khi mà nó bóp đùi con á. Thôi. Không. Là nó muốn con dẫn nó đi shopping tại cái bóp con nằm ở đây nè. Trời ơi, tao hết hồn mà. Nó khác má mày. Mỗi lần má mày bóp đùi cái bà hỏi chắc lương đâu. Đúng rồi. Đó nó hiểu con quá mà. Hiểu đâu mà hiểu chứ. Con mới là hiểu cho ảnh nè. Anh muốn gì con cũng chiều cho ảnh hết á. Chú nghe này nha. Ảnh ăn đồ Ý á thì con làm spaghetti cho anh ăn. Trời ơi, có giỏi vậy đó hả? Dạ dĩ nhiên rồi. Còn ảnh ăn đồ Mễ á thì con làm burrito nè chú. Trời, giỏi quá luôn rồi. Dạ rồi ảnh ăn đồ Việt Nam á. Còn đãi anh ra điểm sắm nữa đó chú. Giỏi. Lộn rồi bà. Sao vậy? Điểm sắm là đồ Tàu. Ủa? Đồ Việt Nam là bún mắm. Nhưng mà con nói biết làm bún mắm đâu. Nói đâu biết làm bún mắm đâu. Mai là nó không có biết làm bún mắm ba. Con nói ba nghe nè. Sao? Con nhỏ này á nấu ăn dở ẹt rồi ba ơi. Trời. Khi mà nó nấu ăn á, con phải cắn răng con mới nuốt được ba. Rồi nó hỏi, anh ơi có ngon không anh? Con phải nói ngon ba. Vậy là mày giống tao quá. Ủa? Má mày nấu ăn cũng dở ẹt à. Vậy mỗi lần ăn hỏi ngon không anh? Ngon. Ê, hai người nói xấu người ta hả? Con mét cơ. Con, đừng mét cô con. Cô xử chú đứa con đừng mét cô nha. Bị con đang xử ảnh kìa. Gì vậy? Như nó chọc mặt, chọc em trước mặt ba anh làm quê quá à. Anh chơi gì kì vậy? Thì em phản ứng trước mặt ba mẹ anh như vậy anh cũng quê vậy. Hả? Ai biểu anh mua quà gì xong thích được thì thôi. Dạ xin lỗi hai bạn. Trời ơi, nó coi mình như là bạn bè nó gây lộn trước mặt tính bơ vậy đó hả? Vừa phải thôi nha. Gây đi. Thấy hiền làm tới. Này con. Em nói giỡn hả? Tên cái gì vậy? Sao không có nhận Jennifer ăn đi? Khoan! Tự nhiên có Jennifer vô đâu đi? Là bạn gái cũ của ảnh đó chứ. Rồi, giống cô mà rồi. Hai dắt chiều dĩ dãng. Mỗi lần vợ tôi giận tôi nhắc Lan Huệ hoài. Tưởng rồi. Quen ai? Quen nhỏ lùng tịch đó. Trời, bà này bà gan nghe. Bà vậy mà còn kiếm rõ lùng hơn đó trời. Hey. Công nhận mày hay nha Trần Thành. Kiếm tôi hàng độc không á. Xin lỗi em nha. Gì? Nhưng mà con Jennifer á, nó nấu ăn ngon hơn em nhiều. Vậy? Nếu mà em muốn quà dự ý á, thì có thằng Kevin đi mua đi. Khoan! Kevin là ai nữa? Thì bồ của nó chứ ai. Trời đất ơi. Tưởng quen ai quen thằng sống quá. Nhớ chuyện dễ dàng nữa à. Chứ không phải đâu chứ. Sao con? Mày bạ không à. Sao vậy? Thằng Kevin nó theo con chứ không phải con theo nó đâu. Vậy con chỉ có theo ảnh thôi. Mà bia chú thấy không? Anh đối xử với con như vậy á chú. Tội nghiệp nó quá mày ơi. Thôi đến đi con. Nín đi. Nín nha. Nín đi. Ủa chứ cha chứ vô lộn. Mới về Việt Nam vỗ nít quen qua đây lộn rồi. Lộn. Sao có mày mẹ không vỗ mày? Tao vỗ. Kệ cho nó khóc đi. Hả? Cho nó khóc đi. Ơi con ơi. Thấy nó hoàn cảnh nó tội nghiệp quá con. Con còn tiền lẻ không? Gì vậy ba? Bo nó 1.2 triệu. Nói kì vậy? Nói trời đất. Tôi về Việt Nam tôi đi bắt xa quen tôi quên. Vô năn nỉ đi mày. Năn nỉ đi. Honey. Gì vậy? Khóc đi, khóc cho đã đi. Khóc đi. Bậy. Mày giỡn quá. Trời đất ơi. Tại sao mày nạt mày la nó vậy? Trời đất ơi. Chuyện này tao biết rồi. Về Việt Nam mới vớt nhau nào phải không? Không có. Nè, không có không? Không có ba. Cái mặt gian gian tao biết rồi, mày con tao tao không biết hả? Không có. Trời đất ơi, tao nói rồi nha. Đàn ông con trai ra đường càng quậy bao nhiêu, về phải càng nịnh vợ bấy nhiêu. Biết không? Đàn bà họ yêu bằng cái lỗ tai. Làm gì làm phải nịnh. Mày thấy không? Tao ra ngoài làm gì làm về má mày vẫn là số 1. Ba, mà không có. Nó, cái gì? Nó bực bội tại vì cái món quà đó ba chứ gì đâu. Mới quên nữa mày mà tặng nó cái gì mà nó giận vậy? Thì con tặng cho nó cái chiếc áo bà ba. Gì? Gì? Nó tặng chiếc áo bà ba. Ai chôm chôm mang cuộc mãn cầu cảm sành xoài cát hương. Thôi. Xuyến đó hả? Xuyến ngày xưa. Chứ
còn gì nữa. Mùi lử nè, mùi lử ngày xưa nè. Ai chôm chôm không? Anh ăn chôm chôm anh. Trời đất ơi, chôm chôm mua có 100 gram, không lẽ có 2 trái thôi sao anh? Thôi mua 1 ký em nhờ nghe anh. Ai cam sành không? Cam sành dắt uống nước cho khỏe nghe. Nè, xuyên. Chờ qua tí xíu chèo và chèo lẻ vậy. Chờ xíu đi. Chờ cái gì mà chờ? Vì sao qua nói qua mà qua không qua? Rồi bữa nay qua không hứa qua mà qua lại qua. Trời ơi, qua dễ thương cái gì đâu á. Không phải, qua tính qua mà quần quật quá cái qua quên. Hôm nay định đảnh là sẽ qua với qua. Thôi đi, qua là ăn á, nuốt lời hứa như là nuốt xương xa vậy à. Rồi nữa, con câu nó hoài nè, đâu hôm nay mà cái bà ba đẹp quá vậy? Bà ngoại tôi ba nha tôi á. Bà ngoại nói con gái hả, đi buôn bán thì bận bà ba, chứ nó thùy mị. Trời ơi, không phải thùy mị nữa mà còn đẹp nữa. Cảm ơn à. Mà hấp dẫn nữa. Thôi đừng xạo đi. Không có xạo đâu. Chứ phải anh lên thành phố, anh thấy tây thấy đầm, cái anh về anh quên bà ba. Trời ơi, muốn lật xuyên người ta thua. Trời, làm gì dữ vậy? Không có đâu. Đầm quần jean gì quần jean chứ. Lúc nào qua cũng nhớ tới áo bà ba. Nói anh nghe thuyền tôi nó khẩm lắm á nghe. Rớt cái cây về bà ngoại tôi quýnh á. Tránh ra cho người ta mà ăn buôn bán. Từ từ. Ôi nghe, tôi đi á. Gì? Ơi trời ơi, đi đâu mà lẹ quá vậy? Đi bằng ăn buôn bán chứ chi, sáng giờ chưa có ai mở hàng hết á. Khoan đã, cho tôi bán trái xoài cát đi. Trời, mở hàng gì có một trái xoài cát vậy anh? Không, lát mua nhiều nữa. Thôi, không ai bán giữa sông hết á. Tôi vô thì trống xào trong kia kìa. Vô nghe, mở hàng nghe. Tôi chờ đó. Chờ nhá, nhưng mà Xuyên ơi, chờ. Xuyên ơi, chờ tôi với Xuyên. Xuyên ơi, chào tôi với Xuyên. Xuyên, anh làm gì vậy? Hết mơ rồi. Ủa, bước xuống ghe đi. Điệu này chắc về Việt Nam chèo dữ lắm nè. Không phải, cứ nghĩ quen người ta hoài à. Không phải đâu Xuyên, mấy chục năm rồi mới thấy mặt lại cái bà ba, thấy thương quá. Mà không nhận nhà người Việt Nam mình ngộ nha. Sao? Đàn bà gái dữ cỡ nào mà cái bà ba thấy hiền queo à. Cảm ơn à. Từ đã sắp tới mặc áo bà ba hoài nha. Thôi đi à, em không có mặc áo bà ba cho anh đâu. Sao vậy? Em mặc áo bà ba là cho tụi nhỏ đây nè. Trời ơi con. Thấy chưa con? Tại đây lúc mà mẹ biết là con mua cho Vi cái áo bà ba này nè, mẹ ngạc nhiên hết sức vậy á. Mà đẹp hả mẹ? Quá đẹp chứ còn gì nữa. Thấy không, mẹ mặc vô kìa ba nè, nửa tỉnh nửa mê chèo quá trời, thấy không? Con nè, hả? Con cũng nửa tỉnh nửa mê nè mẹ. Đó. Thì khi mà con về Việt Nam á, con về quê thăm bà ngoại á, con có thấy mấy người cô gái Việt Nam bận áo bà ba mà khum xuống gắm cái gì? Gì? Cái má. Gì? Cái má là gì? Cái má. Cái mà mày nói tiếng Mỹ đàng tây mà. Cái má con, trời cái dấu nó quan trọng, cái má. Cái má. Nhưng mà con đứng xa xa con nhìn người phụ nữ bận áo bà ba rất là đẹp. Đẹp lắm chứ con. Rất là sexy nữa. Giống ba mày không à. Con biết không, mẹ thì mẹ nghĩ vậy nè. Thường thường người nói đến phụ nữ Việt Nam là nói tới áo dài. Mà áo dài là dành cho lễ hội không à. Mà phụ nữ Việt Nam như mẹ nè là làm lụng vất vả lắm để lo cho chồng, lo cho con, phải không? Mà áo dài đâu có tiện đâu. Cho nên mẹ nghĩ chắc là ngày xưa phụ nữ mới nghĩ ra một cách là kéo dài đó, cắt cho giặt ngắn để cho dễ khung khung xuống cái má. Đúng rồi đó con. Cái mạ nha con. Rồi còn cái cổ cao vậy cũng khó chịu lắm đúng không? Cho nên cái phải khoét cái lá trầu vậy nè để cho dễ làm việc, mà dễ cho người ta ngắm nhìn nữa đúng không? Wow, vậy thì đẹp áo lắm. Dài thì dài quá, cắt ngắn lại. Cổ cao quá thì phải khoét cái lá trầu. Ê, khoét sâu quá, cái này thành lá chuối rồi. Lá trầu nằm ở trên đây nè con. Này. Lá trầu trên đây. Đẹp không? Quá. Áo bà ba rất là đẹp. Ôi, áo bà ba kia. Áo bà đồ ra đẹp quá đây. Đẹp không mẹ? Đẹp quá. Ba, ở đâu ra vậy nè? Bạn con á. Bạn con không hả? Trời ơi, nhỏ đặc đẹp quá nè.
Anh ơi. Sao em? Áo bà ba đẹp, anh làm gì anh đó sáng rồi xin chào xíu anh. Không phải anh thưởng thức áo bà ba. Trời đẹp quá. Trời ơi, gió thổi lồng lộng đẹp quá. Mấy đứa nhỏ bạn con hôm nay nó mặc đồ áo bà ba dễ thương quá con. Bởi vậy á, con muốn giới thiệu mấy đứa bạn con bận áo bà ba cho nó đẹp hết. Hay. Trời ơi, phải công nhận. Này cái nhà nó ngắn đi đây nè. Trời ơi. Tôi thấy mấy em này mặc tôi nhớ Việt Nam quá trời. Hey, không có, đừng hỏi bệ, tôi nhớ quê hương. Anh cái nhà vừa hỏi thôi, vừa đến em, em cũng áo bà ba vậy. Wow, quá dễ thương, con giỏi nha. Con phải đi xa cho bạn bè con áo bà ba nha. Bảo đảm. Ủa? Vy rồi? Vy đâu? Vy đâu rồi? Vy! Ủa? Thôi đứng dậy hết rồi chèo. Thiệt quý vị, em làm họa sĩ vẽ cái gì em cũng không sợ hết, phong cảnh không sợ nè, tĩnh vật càng không sợ nữa, mà sợ nhất vẽ một thứ thôi, chân dung phụ nữ. Trời ơi, ủa sao quý vị cười? Chân dung phụ nữ thời nay nó mới ghê, tại phụ nữ thời nay cái nào thiệt cái nào giả khó phân biệt quá. Đúng không mấy anh? Bởi cái kìm cảm hứng tôi vẽ hoài, vẽ không được, mấy ngày hôm nay vẽ hoài, vẽ không ra. Rồi, có hứng rồi. Chị, mặt chị có duyên quá, xin lỗi, chị làm người mẫu tôi vẽ chút xíu nha. Ok, chị ngồi yên tôi vẽ chút xíu rồi chị. Chị cười hơi hơi, đã cười quá thấy miệng rộng á. Dạ, dạ. Đừng cười hơi đó. Chúng lại, từ từ xíu rồi chị. Cái gì vậy em? Dạ. Gì vậy Hương Giang? Hương Giang xin chào anh họa sĩ. Trời đất ơi em ơi, sao em vô nhà không bấm chuông? Em nói anh nghe nè, em thấy anh về em sợ nhấn chuông làm anh giật mình. Giật mình không thấy thấy là mất hứng à. Trời ơi. Anh đang có hứng gặp em nó mất hứng luôn à. Trời xuống ngày anh thang anh mất hứng bây giờ anh có hứng chưa? Hứng gì em xuất hiện làm sao anh có hứng, anh đang có người mẫu anh vẽ nè. Anh vẽ chi rửa? Chân dung phụ nữ. Chân dung phụ nữ cho em coi. Được không? Ủa anh ơi. Gì? Chân dung phụ nữ mà em sao thấy như là cái dĩa trái cây rồi anh? Gì? Gì vậy trái cây? Thấy là dưa hấu hay là bưởi đó? Bưởi. Trời ơi, vậy chân dung phụ nữ dưa hấu với bưởi? Rõ ràng. Không, mới đầu anh phát quạ vậy thôi. Anh bóp từ từ cái nó nhỏ à. À rửa à. Để coi. Gì nữa? Anh họa sĩ ơi. Cái gì? Anh làm Hương Giang giật mình quá. Anh vẽ chắc anh có bản không? Không bán lấy gì sống. Trời ơi, rửa mà anh bạn mà anh vẽ chứ con quỷ rồi ai mà dám treo anh. Bỉ. Em nhìn kỹ lên giùm anh, có phụ nữ đàng hoàng á. Mới đầu em tưởng là phụ nữ anh ơi. Nhưng mà đằng sau hình dạng người phụ nữ đó, anh thấy không, nguyên một cái bóng con quỷ lưỡi đỏ lòm đang nhé ra như muốn cào cẩu ai kìa ghê. Vậy là em nhìn ra cái chủ đề bức tranh của anh rồi. Chủ đề gì? Bức tranh này là mang tên là thiên thần và ác quỷ. Là chi anh? Bình thường mấy bà đẹp như thiên thần vậy đó, cái ghen lên giữ với con quỷ. Anh nghe chuyên môn nói xấu phụ nữ nghe thì sao nói xấu? Nhưng mà em nói anh nghe, ai mà điên mà ngồi để anh vẽ nguyên một con quỷ rửa, ai mà điên mà làm mẫu cho anh ngồi anh vẽ thành con quỷ rửa? Ủa? Ai? Em quên rồi hả? Ai? Em chứ ai? Trời, nguyên hơn tuần rồi em qua ngồi nguyên ngày, ngồi anh vẽ nguyên ngày em á. Rửa là anh vẽ em à? Ờ. Anh vẽ em ra nguyên một con quỷ à? Trời, anh. Gì nữa? Em bắt đền anh nghe. Sao bắt đền? Anh vẽ em thành con quỷ. Bây giờ hôm nay em muốn cái gì anh phải chiều nghe. Rồi muốn cái gì lẹ đi rồi về cho làm việc. Hôm nay nghe, anh phải làm người mẫu cho em vẽ. Ủa hôm nay em làm gì tự nhiên làm người mẫu? Trời ơi, em đang cần vẽ một cơ thể một người đàn ông anh biết không? Đó mà nhà em toàn đàn bà gái không nè, mà em nè, chị em nè. Em cũng biết ra sao thế cho nên bây giờ hôm nay anh. Gì? Làm người mẫu cho em vẽ, lẹ lên đi anh. Rồi.
Rồi đi về làm việc nha. Rồi rồi rồi. Em vẽ đây được không anh? Em bỏ cái này xuống vẽ. Lẹ đi. Anh ơi, đứng lên cho rõ ràng, đứng lên. Đứng lên là không? Rồi. Rồi. Vẽ đi. Bỏ tay xuống. Anh. Gì? Điều này quan trọng nhất. Cởi đồ ra. Vậy? Gì cởi đồ? Em nói nghe, cái việc học của em là vẽ cơ thể học người đàn ông. Anh mặc đồ em cũng có tưởng tượng ra được anh ơi. Thôi bây em tưởng tượng cái kỳ tương tự như biến cởi đồ à. Cởi ra giùm em đi anh. Thôi. Cởi áo trước rồi cởi quần sau. Mày. Trời cái nhỏ này đang sao vậy trời? Anh nói thiệt với em nha, cách đây 20 năm á, em không cần kêu anh cởi anh cũng cởi nữa. À, hồi xưa một thanh niên cởi ra nó có 6 cục. Bây giờ cởi ra nó còn có 1 cục ai coi. Cái đó em biết anh ơi. Nhưng mà em nói nghe đừng có lo. Yên tâm đi, em hứa nghe. Anh mà cởi đồ ra em không có ỏi đâu. Đồ hay chưa? Đi mà cởi giùm em đi. Em vẽ anh tuần sau em nộp bài rồi anh ơi. Thôi. Em lại anh mà. Gì? Anh. Gì? Anh giúp em đi vì bài học của em mà. Anh mà giúp em nha, em sẽ tặng anh một cái này quý giá vô cùng. Đang cái gì? Này ha anh, là anh có hưởng liền. Đấy. Chờ một xíu nha. Em nói anh nghe nè, em chôn của má em đó mà em quỷ lắm á. Gì vậy? Một băng nhạc. Băng nhạc hả? Mà những cái bài trong đấy nè. Sao? Coi như là người ta nghe là tất cả mọi người đều chết mê, chết mệt. Gì? Em mê của băng nhạc lắm hả? Không phải. Dạ em ơi. Bà ngoại em. Tự nhiên có bà ngoại em đưa cho anh nghe. Không phải bà ngoại em đâu nghe, mà em cũng mê, mà chị hai em cũng mê nữa. Chị hai em nói ha, một lần mà nghe cái bài này nè, những bài hát trong đây nè, trời đất, coi như cái óc tưởng tượng mình nó đi xa ngàn dặm anh ơi, mình cảm hứng dâng trào anh ơi. Mỗi khi nghe những bài nhạc này mình thấy toàn những loài hoa, hoa sim, hoa tí gôn, hoa thiên lý, hoa trắng. Mình thấy những chuyện tình vô cùng đẹp, chuyện tình trướng trí mỹ nương, chuyện tình lãng và điệp. Anh thấy người thợ săn, anh thấy đàn chim nhỏ, anh thấy hình dáng những người con gái rất đẹp. Gì? Nghe này thấy con gái hả? Thấy nhiều lắm. Thôi quá đáng rồi, có thấy không? Anh không tin không? Nhà anh có máy không? Em đây, nghe liền. Nghe thử coi. Đây. Mấy ngày nay em tìm cảm hứng hoài không có, bây giờ anh cần có cái để có cảm hứng mà. Rồi. Được chưa? Rồi anh. Rồi. Mở lên. Rồi. Tưởng tượng ra chưa? Thấy gì đâu? Sắp rồi đó. Sắp thì cái vườn mà mệt quá. Tắt đi. Thấy chưa? Có rồi. Có con gái đâu. Tự nhiên nghe cái bài này anh tưởng tượng có một người con gái em ơi, mặc áo dài màu tím. Áo dài màu tím. Đi giữa cái đường mòn rồi đó. Người con gái này tóc dài phân nửa để ra đằng trước rồi nè. Để ra đằng trước. Mặt trái xoan. Cặp mắt tròn. Môi chúng chiếm. Anh tưởng tượng ai mà em thấy quen lắm anh ơi. Quen không? Ai rửa? Như Quỳnh. Trời ơi, nghe bài này ai cũng Như Quỳnh hát. Đó không? Tưởng tượng ra một cô gái quá đẹp đúng chưa? Được chưa? Được. Cho anh mượn nha, Mượn nha. Ok. Gì? Cởi đồ ra đi anh rồi em cho mượn. Nữa cũng quên cởi đồ hoài vậy. Em vẽ anh ơi, trời ơi tuần sau em nộp bài rồi anh ơi. Thôi. Cởi ra đi anh. Hay là anh về đi. Bây giờ em cứ về nhà. Em cứ nằm ngủ đàng hoàng. Tối nay anh đem một người đàn ông không mặc gì hết đem qua cho em liền. Trời ơi anh nói rửa mã đánh em chết. Không phải, anh làm xong cuộc chuyện xong, anh vẽ một người đàn ông, cơ thể một người đàn ông đem qua cho em. Anh nói chưa? Bây giờ em về em chỉ cần nằm dài để em ngủ. Đêm nay còn một người đàn ông nằm cạnh em không mặc đồ gì hết. Anh giúp giùm em nghe. Lẹ đi. Anh dễ thương quá, tặng anh nè. Bị bại, tôi dưng tôi không có gì kỳ cục vậy. Gì rồi anh? Sao tự nhiên không mắc cỡ chết luôn em ơi. Sao kỳ nữa ha? Mình con gái, mình hôn con trai, mình không sao hết. Mà thằng cha đi làm gì mặc đỏ trẻ ra. Kỳ nữa ta. Tôi dưng không có kỳ quá. Em tặng anh mà thôi, em về nha. Em về nha. Em cứ về đi. Nhớ vẽ chính xác cho em. Được rồi. Em biên trí. Cái gì đàn ông con trai anh rành lắm, em chứ đi. Anh ơi. Tiên Chí, gì? Anh vừa nói chi đó? Cái gì chứ đàn ông con trai anh rành lắm, đàn bà không rành mà ông con trai rành lắm. Rửa là anh tự thủ rồi nghe. Anh nói đàn ông anh rành lắm là anh tự thủ rồi nghe. Tự em thủ gì? Nghe. Trong băng nhạc này có một cái bài rất hợp với tâm trạng của anh. Bài gì? Mà em nghĩ đây cũng là tâm trạng của tác giả. Ủa, là tâm trạng gì? Cái bài mà chúng mình cùng chung đời lĩnh mà yêu nhau khác chi nhân tình. Ủa, em đâu? Nghĩ đây là tâm sự kín đáo của tác giả và của anh luôn đó. Ủa tâm sự gì kín đáo? Bóng. Gì? Tại vì nó bóng à? Anh không thấy sao? Bậy. Cùng chung đời lĩnh lĩnh là toàn đàn ông con trai không yêu nhau khác chi nhân tình là bóng đâu bao chí nữa. Em bậy quá em ơi.
Cái này tác giả muốn ca ngợi tình huynh đệ thôi. Không phải anh ơi, bậy bạ không à. Em nói nghe thôi mà anh giấu diễm chi rửa. Gì? Đừng có giấu. Sao vậy? Trời ơi bây giờ là nhiều người biết lắm rồi. Mà em cũng biết mà chị hai em cũng biết rồi. Biết gì? Anh bảo. Trời đất ơi. Ai nói? Em nói. Trời đất ơi. Thôi mà anh nhỏ là bỗng có tài lắm, lo chi, sống thoải mái đi. Thôi em khùng quá, em đi, em về đi. Hương Giang ơi, sáng sớm mà biến đâu mất rồi con. Ôi chết rồi. Đi về đi. Mà em kêu em, anh nhớ nha, về giùm em đi nha. Đi về đi. Dạ, quá nhỏ này khùng ghê anh... sao. Vậy? Anh ơi, chống nạnh chi rửa. Sao vậy? Sống thiệt đi anh ơi. Gồng quá hẳn gậy đôi bây giờ đấy anh. Thôi thôi. Đi về nghe bạn. Ôi ơi. Trời ơi, con nó khùng quá trời, mà nó không tôi nó giỏi tôi rồi. Tự nhiên nó mình bóng nữa. Có gì thêm bóng không? Bài. Ta thẳng bằng không bóng. Trời ơi, đối đã rồi ai cũng nói tưởng mình bóng đó nè. Mà nhiều khi ai nói bóng có lợi rồi nha. Tưởng bóng cái hung cái giỏi đích một cái. Thôi kệ ai muốn nghĩ sao nghĩ, miễn có là thôi. Ê, miễn không có là thôi. À, đây là con đây. Để nghe nhạc bài nào ở đây. Anh biết em đi chẳng trở về, dòng ngang liệu khuất với sương tre. Lại nhìn anh nữa. Ủa, dạ, ủa. Chào cậu. Dạ, bác. Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi là hàng xóm của cậu. Dạ, ở kế bên nhà. Để tôi nói tiếp. Dạ. Tôi tên là Hồng Hà. Mà coi như tôi vào quốc tịch rồi. Tôi dạ. Đổi tên Mỹ cho nó dễ kêu. Dạ. Đây coi như Hồng Hà thì tôi đổi là Pink River. Hồng là Pink mà Hà là dòng sông là River. Cho nên bây giờ cậu cứ gọi tôi là bác Pink cho nó dễ gọi. Dạ, con nghe chào bác Pink. Không, Pinker. Dạ, Pinker. Chứ cậu cũng nói Pink, người ta tưởng tôi là cục pin. Dạ. Cậu. Dạ. Cho tôi hỏi cặp một câu ngắn rồi tôi về liền cậu nhá. Dạ, dạ. Thế cái con Hương Giang nhà tôi đấy, con dạ. Gái tôi đấy, sáng giờ nó sang nhà cậu đó, nó có đu sấm thình cái gì không cậu? Dạ, dạ, Hương Giang có mới qua đây nè bác. Vâng, con gái dạ. Tôi đấy. Dạ, không có gì hết á, cậu chỉ kêu con cởi quần áo của coi à. Hả? À, không, y cậu muốn cậu học về cơ thể học. Đúng nên rồi. Muốn vẽ một người thanh niên về cơ thể học của bác. Việc học rồi, cô nói đó. Thôi cậu cứ về đi, con vẽ cho dùng cho cổ cho. À thế rồi à? Sau đó thì cổ cho con. Không, xong rồi cô về. À thế à, chị sang đòi cởi đồ rồi về à? Dạ. Yeah. Cậu nói không đúng sự thật nhá. Tôi nói cậu nghe này, cái con Hương Giang đấy, yeah. Tôi đẻ nó ra. Yeah. Tôi biết nó ghê gớm lắm. Cái con bé ấy coi thế mà nó trẻ người non dạ lắm cậu ạ. Ủa sao bác? Nhiều khi nó hành động hết sức sai lầm cậu ơi. Có gì đâu sai đâu bác. Đây, tôi dẫn chứng đây. Yeah. Khi mà tôi vừa mới bước vào nhà cậu đây, yeah. Tôi nghe rõ ràng có tiếng hát đúng không? À không có đâu bác. Tại con vừa vẽ con vừa hát á bác. Con vừa vẽ con vừa hát. Không. Dạ. Đây không phải giọng cậu. Dạ. Giọng không phải giọng cậu. Giọng của Vũ Khanh. Đúng chưa? Tôi nghe rõ ràng giọng Vũ Khanh. Dạ. Vũ Khanh hát như thế này này. Anh biết em đi chẳng trở về. Hay quá. Ba ca tầng nhạc sử dụng cổ hay quá. Tôi nói cái đấy mới đặc biệt nhá. Ủa, sao coi như là người ta vừa dùng như là coi như là tân nhạc mà kết hợp với lại ngũ cung, cái đấy mới đặc biệt chứ lại. Ủa ngũ cung là sao bác? Đây này, tân nhạc là đồ rê mi fa son la si. Dạ. Ngũ cung là họ sử sang xê cống. Hai cái kết hợp với nhau nghe thế nó mới đứt ruột cậu ơi. Ồ vậy hay nghe quá bác. Thuần Việt Nam. Ủa, bác vậy trong cái khúc băng này nó có cậu nha, cháy nhà loài mặt chuột nhá. Dạ. Cậu hỏi là trong cuốn băng này có cái những cái bài nào, có nghĩa đây không phải là cuốn băng của cậu đúng chưa? Mà là của con Hương Giang nhà tôi, nó ăn cắp của tôi, nó sang nó cho cậu đúng chưa? Dạ dạ, con đâu có lấy đâu, bác con lấy đó bác. Bác con lấy. Trời để con có cảm hứng. Cảm hứng cái gì cậu? Cái dạ. Này băng của tôi, băng quan trọng của tôi mà con này tôi giết nó. Tôi giết bác, nó. Bác con xin phép con hỏi cuốn băng này có gì quan trọng mà bắt đầu giết bác. Trời cậu ơi, tôi nói cậu nghe này, cuốn băng này đó nó quý giá với tôi lắm.
Dạ. Đây là kỷ niệm cả một cuộc tình oan trái cậu ạ. Chà, cô tình của bác hả? Không. Của ai bác? Của mẹ tôi. Cậu biết không, ngày xưa đấy, mẹ tôi đẹp lắm cậu ơi. Mẹ tôi đẹp não nùng, đẹp nhất làng, là không có ai bì kịp hết cậu ơi. Vậy hả bác? Đẹp vô cùng cậu ạ. Ồ, vậy thì bác không giống mẹ giống ba hả? Không, con cái bác giống mẹ bác. Đấy, tôi nói tiếp cậu nghe, mẹ tôi đẹp lắm. Mà cái thời xưa con gái đẹp thì biết bao nhiêu giai làng dòm ngó cậu. Dập dìu thế này này. Mà coi như mẹ tôi khép kín cửa phòng the, không chịu ai cả. Chỉ đến khi bố tôi mang cái cuộn băng này này tặng mẹ tôi. Và chỉ hát một câu trong cuộn băng này thôi mà mẹ tôi banh cửa mời bố tôi vào ngay. Trời ơi, câu gì thôi mà banh cửa là mời vô vậy bác? Mẹ bố tôi hát liền một câu. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Hay quá. Bao nhiêu. Bác ai thiệt á. Cậu cắt đứt dòng tư tưởng của tôi đấy. Không bác, chỉ có cần có một câu đó thôi là dính luôn hả bác? Cần có một câu đó là dính ngay xong rồi cưới ngay. Xong rồi có những đẻ ra tôi rồi dọn vào trong miền Nam ở căn nhà ngoài ô có hoa thơm trái hiền liền. Trời ơi, ủa vậy cô thấy hạnh phúc quá, đâu có gì con trai đâu. Hạnh phúc lắm cậu ơi, hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc như thế cho đến khi có một người thứ ba xuất hiện. Rồi, bởi vậy tình yêu mà có người thứ ba xuất hiện là dễ đổ vỡ lắm. Vâng. Ai vậy bác? Thủy. Thủy nào bác? Con Thủy bán quán ở cuối làng. Từ ngày mà bố tôi gặp được cô Thủy đó, bố tôi ra ngẩn vào ngơ. Bố tôi không còn để ý gì đến mẹ tôi cả. Mà suốt ngày bố tôi cứ gào lên. Thủy ơi và tình ơi. Ủa làm sao bác? Làm sao bác? Đừng bao giờ anh hỏi hả? Vì sao ta yêu nhau? Vì sao môi anh nóng? Vì sao tay anh lạnh? Vì sao thân anh run? Vì sao chân không vững? Vì sao và vì sao? Trời ơi! Có vậy cũng hỏi vì sao nữa. Thì yêu nhiều quá nó ốm, ôm nhiều quá nó yếu bác. Đấy. Yêu nhiều quá thì chứ nó rung thôi, có đâu hỏi. Thì đấy cậu ơi, bố tôi yêu như thế đấy. Dạ bác. Bố tôi yêu như thế đấy, xong rồi bố tôi dọn hết quần áo. Bố tôi giận cô Thủy đó, đi mất tiêu. Bỏ lại mẹ con tôi thế này này. Đơn côi trong căn nhà trống vắng. Bỏ đi rồi đấy. Mẹ tôi buồn lắm cậu ạ. Mẹ tôi cứ ra ngẩn vào ngơ thế này rồi cứ đứng cửa sổ ngóng bố tôi. Mà cậu biết rồi, ngày xưa mà tôi còn bé lắm, tôi có biết thế nào là tình yêu đâu. Tôi thấy mẹ tôi buồn thì tôi cũng buồn, mà thấy mẹ tôi khóc thì tôi cũng khóc theo. Cho đến một hôm, cái ngày hôm đấy nó mưa kinh khủng lắm cậu ạ, mưa rầm rề cả ngày. Mẹ tôi cứ đứng trước cửa sổ thế này này. Rồi ngóng về cuối làng. Thế tôi mới chạy tới hỏi mẹ. Thế bố đi thì chừng nào bố mới về? Mẹ tôi không trả lời. Mẹ tôi nhìn về cuối làng rồi thỉnh thoảng lại hát. Người đi biết về phương nào, bỏ ta với ngọn trúc đào bơ vơ. Rồi sao nữa bác? Sau đó thì mẹ tôi ốm nặng. Ồ, vậy bố, tôi nghĩ bác gái quá bác ha. Bố tôi hay tin. Bố tôi về xin phép vào thăm mà mẹ tôi không cho gặp mặt. Không cho vô thăm luôn hả bác? Không. Tội nghiệp bác trai quá ha. Sao lại tội nghiệp? Cậu thế là không hiểu tí gì về tình yêu rồi. Tình yêu nó kinh khủng lắm. Tình yêu nó như lưỡi dao. Tình yêu nó như mũi nhọn ấy cậu ạ. Trời ơi, tình yêu nó không thể giải thích được. Mà có điều quan trọng là những ai bạc bẽo mình vẫn không đành lòng quên mới kinh chứ lẽ. Trời ơi. Trời ơi cậu ơi. Mẹ tôi không muốn gặp mặt bố tôi vì là mẹ tôi còn yêu bố tôi, cậu biết không? À. Đấy, cái hồi đấy tôi bé lắm cậu ơi. Yeah. Tôi còn nhớ rõ ràng cái hình ảnh nhé. Coi như mẹ tôi này này, nằm ốm liệt ở trong nhà. Bố tôi tới trước cửa mà không dám bước vào thăm. Hôm ấy
lần đầu tiên tôi thấy bố tôi khóc. Rồi bố tôi ôm tôi vào lòng và nói: bố, bố còn nợ mẹ con nhiều lắm. Sau đó thì mẹ tôi mất. Chiều nào bố con tôi cũng ngồi trước mộ mẹ tôi. Tôi nghĩ chắc lúc đó bà mới cho ông gặp mặt. Đấy, cái cuốn băng đấy nó theo tôi mấy chục năm trời. Tôi thuộc từng lời trong đấy. Thế mà sao bác? Thế mà cái con Hương Giang nhà tôi, trời ơi, nó không biết gì hết mà nó xa, nó lấy nó tặng cho Dài. Tôi về tôi giết nó, bác đừng có giết. Sao? Cô nghĩ là chắc Hương Giang không hiểu rõ câu chuyện nữa bác. Sao lại không hiểu rõ? Không, cô nghĩ cái này không phải tại Hương Giang đâu. Là tại con cậu có cảm hứng con vẽ. Tôi nói cậu nghe, cậu đừng có đánh giá là tôi dữ dằn gì hết. Mà tôi nói cậu nghe, cái con Ninh Kiều mà nó biết nó cũng còn giết con Hương Giang chết chứ đừng có nói. Ủa? Ninh Kiều nào nữa bác? Ninh Kiều là con gái lớn của tôi, còn Hương Giang là út. Nhà bác ngộ quá. Sao? Tên của ba cái dòng sông Ninh Kiều, Hương Giang rồi Hồng Hà. Đại diện cho Bắc Trung Nam. Tôi nói cậu nghe này. Tôi kể cho nghe vui, cậu cười có duyên tôi kể cho nghe. Coi như là tôi á, tôi đẻ ngoài Bắc. Bố mẹ tôi đặt tôi là Hồng Hà. Vậy hả bác? Dòng sông ngoài Bắc. Tôi vào Nam, tôi mới gặp một ông người Nam. Tôi đẻ một đứa con gái, tôi mới tính lấy một dòng sông miền Nam đặt cho cháu. Dòng sông miền Nam mình có sông Cửu Long bác, sông Cửu Long. Biết rồi, nhưng mà Long nghe nó men quá. Nên tôi không đặt. Tôi nghĩ hoài mới đặt cho cháu nó là Ninh Kiều cho nó mềm mại. Không bác, Ninh Kiều là bến Ninh Kiều. Biết bến rồi. Ninh Kiều Cần Thơ á. Tôi biết rồi, nhưng mà bến hay là sông dòng thì nó có tí nước trong đó. Được rồi con, tôi mà làm gì còn phải có ý kiến gì vậy. Tôi muốn đặt tên gì tôi đặt chơi hay làm sao lại có ý kiến làm gì. Dạ. Không. Ninh Kiều nó quá đẹp luôn. Quá đẹp. Nhưng mà cái tên Kiều thì nó vận vào đời con bé cậu ạ. Ủa sao vậy bác? Năm nay cháu nó 40 mấy tuổi rồi mà chưa có nụ hôn một người đàn ông nào cậu ơi. Trời ơi. Vậy con gái bác có thấy giống người quá. Giống ai? Giống cái cô Susan Boy á. Boy nào? Ở bên anh thi ca nhạc á, 40 mấy tuổi ca hay lắm mà chưa có một nụ hôn người đàn ông nào trên môi hết. Đấy cậu thấy không? Ca hay mà không có ai hôn thì tiếc thật đấy chứ. Dạ. Phải yêu cậu, đời là phải yêu cậu ơi. Dạ bác. Dạ. Đấy rồi bây giờ coi như là nó còn đòi nó ở vậy, nó nuôi tôi nó mới sốt chứ lại. Trời ơi, tội nghiệp vậy bác. Tội lắm. Ủa, ngồi vậy bác. Vậy thì ra Ninh Kiều là chị của Hương Giang. Chị Hương Giang. Mà Hương Giang là em của Ninh Kiều. Ủa sao ngộ vậy? Sao bác vô lấy chồng người Nam? Rồi Ninh Kiều người Nam. Ủa sao tự nhiên Hương Giang nói giọng Huế? Thì tại bố con Hương Giang nó người Huế. À, tại bố Hương Giang nó người Huế. Vâng. Nên Hương Giang nói giọng Huế. Vâng. Còn bố của Hương... Ủa sao kỳ vậy bác? Sao? Bác mới nói con cho chồng bác là người Nam mà. Ba của Ninh Kiều là người Nam. Thì ba của Ninh Kiều người Nam mà bố con Hương Giang người Huế. Tại vì ba Hương Giang là người Huế mà bố của Ninh Kiều là người Nam. Là tại vì hai ông khác nhau. Hả? Trời ơi, bác gì mà hai chồng? Hey, cậu ơi, tôi thì thật sự đây này nói nè, tôi chỉ có một đời chồng chính thức thôi. Còn cái đời đầu, đời bố con Ninh Kiều là lại giang dở. Đấy là sầu lẻ bóng bột đi cậu. À, tại giang dở. Vâng. Ủa sao kỳ vậy bác? Hả? Giang dở sao có con? Tại deposit trước. Trời ơi, gặp thứ thiệt rồi trời. Yêu quá nó vậy đó cậu. Trời ơi, bác phúc cho tới dữ rồi. Đấy, xong rồi, coi như giang dở, tôi buồn quá. Tôi mới bế cái cháu Ninh Kiều tôi ra Huế. Sống cuộc sống single mom. Trời ơi, thời đó có single mom nữa bác. Hay thời nào mà chẳng có single mom. Ham vui là single mom cậu ơi. Trời ơi, nhưng mà này,
ngày xưa single mom khổ lắm cậu. Vậy tự phải nuôi thân chứ, còn bây giờ single mom có chính phủ nuôi rồi. Cứ tha hồ mà single mom. Trời, bác cũng dữ nha. Đấy. Sanh mỗi đứa con. Đấy. Đặt tên là mỗi miền. Vâng. Bác Trung Nam có hết. Có hết. Bác đừng nói con nay mai bác có đứa ở dòng sông Mississippi nha. Cậu. Không, tôi lớn tuổi cậu cứ đùa cái kiểu đấy, tôi không bằng lòng đâu nhá. Xin lỗi. Độ mà 2 năm về trước thì còn có khả năng chứ bây giờ hết sức khỏe rồi. Trời. Trời ơi, gặp thứ dữ rồi trời. Dữ cái gì? Đấy xong rồi tôi mới ra ngoài Huế. Yeah. Tôi gặp bố con Hương Giang. Yeah. Thì mới đầu cũng con Giang cũng khổ lắm cậu ơi, cũng sầu lẻ bóng hai đấy cậu. Yeah, bác. Vì bố con Hương Giang là giai tân mà lại thua tôi 7 tuổi. Trời. Nhưng mà sau đó rồi yêu quá rồi cũng cưới luôn. Thành ra bố nó là buy one get one free. Trời ơi. Bác hồi xưa cũng dữ lắm mà ha. Trời ơi dữ lắm cậu ơi. Đấy, yeah. Đấy tôi kể hết cho cậu nghe rồi nhá. Yeah. Đời mẹ tôi cũng kể rồi nhá. Con hiểu hết rồi. Rồi đời tôi cũng kể rồi nhá. Yeah. Các con tôi là cậu cũng biết hết rồi nhá. Yeah. Cậu hiểu xong xuôi rồi. Dạ yeah, dạ xong rồi bác. Thế tại sao mà con hiểu rõ lắm. Vẫn cứ trơ mặt ra thế. Rất trơ. Ôi sao trơ bác. Trời ơi tôi nói như thế có nghĩa là cái cuốn băng này nó rất quan trọng với đời tôi. Tại sao nãy giờ cậu chưa đưa giả tôi ngay mau. Giá đây. Ủa bác vẫn không quên hả? Giá sao quên được? Trời bác nhớ dai quá trời. Nói không trả là bác. Đây cho tôi. Có chút xíu muốn tìm cảm hứng bác cũng đòi. Bác. Rồi ôi, con bằng yêu quý của tôi. Cậu, tôi nói cậu nghe nhé. Dạ. Yeah. Tôi yêu con bằng này lắm. Yeah. Mà không ai yêu âm nhạc như tôi nhé. Sao bác? Tôi yêu con bằng, tôi yêu nhạc này, tôi yêu luôn tác giả cậu ơi. Trời ơi. Thật lãng mạn chứ vậy hả? Tôi yêu mấy chục năm rồi chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng mà cái này yêu là yêu đơn phương thôi. Yêu đơn phương thôi. Bác biết tác giả này là ai không? Bác yêu vậy? Ôi trời ơi, tôi để trong tim tôi mấy chục năm nay, tại sao tôi không biết được? Ai? Anh Bằng. Gì? Bác yêu anh Bằng? Thế, cậu trời ơi. Trời. Sao cậu nói lớn thế? Trời ơi, vợ con người ta nghe được thì chết tôi. Dạ, không, đâu cần nghe đâu. Không, không nghe. Ông nghe. Hả? Cái gì? Cậu? Ông ngồi kìa. Đâu ông đi? Ông ngồi đây, đừng có mắc cỡ. Đây, đây, đây. Ô, quên, đằng này nè. Đây, chết rồi, trời ơi. Đây nè. Đây, ra chào. Ôi trời, thôi chết rồi, thôi. Ủa, đừng có mắc cỡ, sẵn dịp luôn rồi. Cậu có con mặt tôi còn tươi không? Còn được lắm. So, son còn không? Còn. Tôi ra nhá. Trời ơi, con gần. Ôi trời ơi, thôi chết rồi. Cái gì, ra chào đi. Cái nụ cười đứt ruột đi cậu. Ôi trời, mà lần nữa nó còn quá. Vâng ạ, tôi nói gì giờ cậu? Thì ra thăm hỏi bác đi. Rồi tôi run quá cậu ơi. Run cái gì? Dạ. Úi rồi. Dạ. Em chào bác ạ. Rồi vâng. Vâng. Em cứ tưởng nghệ sĩ là phải ngầu ngầu, tóc tóc chỉ lên chứ mà em nhìn bác phém mi lì men quá. Hợp với tôi đấy cậu. Hợp. Dạ. Ừ. Em thật sự em run quá em không biết nói gì hết thì. Thôi thì em chỉ xin bác là khi nào mà bác có sáng tác mới thì bác copy cho em một đĩa nhá. Vậy? Trời đất ơi, bất cảm tình. Chứ người ta sáng tác nhạc phải mua ủng hộ người ta. Tôi run quá, tôi run quá. Vâng, thế thì bác có sáng tác mới thì em mua 2 đĩa. Em nghe một đĩa và em để dành một đĩa. Lại cười với tôi. Thôi nhá. Vâng, thôi thì em không biết nói gì hơn là em xin chúc bác thật nhiều sức khỏe ạ. Để sáng tác thật nhiều bài hay cho chúng em nghe, cho chúng em khuây khỏa cuộc đời chúng em, đúng không bà con? Đúng. Thôi em chào bác ạ. Chị chào bác chút xíu đi rồi. Trời ơi hay quá, thôi thôi được rồi. Được rồi, tôi cảm ơn cậu nhé. Tôi thấy thế là tôi mãn nguyện lắm rồi, tôi chào cậu nhé. Thôi, see you. Trời ơi. Trời ơi, bà chỉ nhảnh thấy thương không trời. Trời ơi, già còn mắc cỡ. Bây giờ người ta nói đúng không? Người ta già cỡ nào mà yêu lại là nó trẻ à. Trời, bác sướng ghê nha. Con cũng sĩ mà còn ế bác ơi. Mai mốt chắc con làm nhạc sĩ quá à. Thôi chúc bác khỏe mạnh nha bác. Dạ. Trời ơi. Không phải bây giờ giải tiếp. Để tìm cảm hứng lại. Con ơi. Hôm nay là ngày tuyệt vời của mẹ. Mẹ vừa gặp được người trong mộng. Mà lại còn đòi được cuốn băng quý giá về nhà nữa con ạ. Anh à. Cái gì nữa vậy? Cứ phá hoài. Dạ. Em chào anh. Dũng Nam. Ninh Kiều phải không? Chào Ninh Kiều. Dạ, ủa sao anh biết tên em vậy?
Hồi nãy má của Ninh Kiều mới qua đây giới thiệu cho anh biết về Ninh Kiều nè. Ồ dạ hả. 40 mấy tuổi mà chưa có chồng. Chưa có nụ hôn nào trên môi hết á. Trời ơi, má em nói vậy người ta nghe ta cười chết. Đâu cười đâu. Dạ. Mà nhà Ninh Kiều ngộ nha. Dạ sao anh? Tên thì tên ba dòng sông Bắc Trung Nam khác nhau hết á. Dạ. Mà đặc biệt có một khuôn mặt à. Dạ, ai cũng lộn vậy hết đó anh. Ừ. Trừ khi mà nói chuyện ra thì mới nhận ra nhau thôi. Thí dụ như bây giờ mà em nói dạ Hương Giang xin chào anh. Có Hương Giang, có Hương Giang, dạ, Hương dạ, Giang. Đúng rồi. À. Còn bây giờ mà em nói tao giết mày chết đấy. Bác Hồng Hà, bác Hồng Hà. Dạ. Còn nếu bây giờ em nói tiếng giống duyên dày có nghĩa em là... À là... Ninh Kiều. Dạ. À, anh biết không, bị sáng giờ em thấy nhà em lộn xộn quá. Hương Giang thì nó mang qua đây cho anh mượn cục băng. Nó phá nguyên buổi sáng ngày hôm nay đó em. Dạ, xong rồi má em qua lớn tiếng đòi lại. Bác làm rần rần sáng giờ đòi giết tới dạ, chứ tôi đi. Má em vậy thôi chứ tính tình hiền lắm anh. Em thấy vậy kỳ cục quá, em mới đại diện gia đình em qua đây nè. Bây giờ em đứng đây đó, bây giờ thôi thì em biết anh giận dữ lắm phải không? Khó chịu lắm em. Dạ. Bây giờ em đứng đây nè, anh muốn làm em gì thì anh làm, mà anh muốn nói gì thì em nói cho anh Hải giận đi anh. Trời ơi, muốn nói muốn làm lắm mà muốn nói lắm phải không? Dạ anh muốn nói gì cũng được hết anh. Nói à? Dạ. Cứ dạ hoài ai chịu nổi trời. Trời ơi, còn nếu như anh nói không được thì thôi anh la không được, anh la sao cũng được, em cũng nghe hết á. Gì? Dạ cho anh bớt giận. La luôn hả? Dạ. Dạ nữa trời. Thì sao tôi không biết nói gì đâu. Nói anh cũng không nói mà la anh cũng không la thôi. Em đi về rồi bữa khác em qua cho anh la nha. Khoan đã. Cô nét lắm á. Em mà nét gì anh? Em chắc nét già. Không có đâu. Kiều già tôi cũng già vậy. Kiều 40 mấy tôi cũng gần 50 rồi chứ bộ. Mà cũng chưa biết con gái là gì hết á. Dạ. Cái đó thì em biết anh. Ủa sao em biết? Bị Hương Giang nó nói vòng vòng hết cả khu này. Trời đất ơi, cái chỗ này thiệt tình trời, nó khùng quá sao vậy trời. Đi đâu quảng cáo anh bóng mà. Anh xin lỗi với em nha. Anh thẳng à. Anh thẳng đàng hoàng à nha. Nhưng mà tại vì anh nói thiệt với em, tại vì sở dĩ bây giờ này anh chưa có vợ là tại sao? Anh lo thân anh lo còn chưa xong nữa. Mà bây giờ mình yêu người nào mình phải thương, mình lấy người đó. Mà lấy về lo người ta không xong lấy chi? Bây giờ chính vì vậy tôi mới không cưới vợ á. Trời anh ơi, anh đừng suy nghĩ như vậy. Trời khi mà yêu nhau là hai người cưới nhau về cùng chia ngọt sẻ bùi, chứ đâu bắt trách nhiệm một mình anh đâu, anh lo. Thôi đi Kiều ơi, đó là lý thuyết thôi. Ở cái xứ này no money, no honey đó. Không, Kiều. em nghĩ là phải chia nhau, chia sẻ với nhau hết hà. Trời Kiều nói hay quá, cỡ như Kiều dám lấy tôi không? Dám chứ anh. Vậy? Nó lộn không? Dạ không anh ơi. Muốn lấy không? Dạ không có, em nói anh nghe nè. Trời ơi, em nói bậy bạ quá, không có ý vậy nè. Em qua đây em làm cho anh bớt giận. Cái em nói tầm bậy tầm bạ làm cho anh giận thêm. Chứ thực sự ra trong lòng em biết là con Hương Giang anh nó nói tầm bậy, em không bao giờ em tin lời Hương Giang đó. Vì chiều nào em cũng đứng trên cửa sổ em nhìn em thấy anh vẽ, em biết là Hương Giang nó đồn tầm bậy tầm bạ thôi à. Em nấu cơm xong là em đứng trên lầu em nhìn anh vẽ không à. Em buổi chiều nào cũng đứng cửa sổ nhìn tôi vẽ nè. Vậy là you để ý mi. Không có ý em phải nói vậy mà ý là em dạ thôi em về em nấu cơm anh ơi. Khoan kêu. Cho anh vẽ Kiều nha. Con tim bối rối,
Anh nói thiệt với Kiều á, Kiều là cái hình ảnh mà anh tìm lâu lắm rồi, mãi tới ngày hôm nay mới gặp. Anh cảm ơn em nha. Anh còn nợ em. Kiều ơi. Hả? Bây giờ anh quyết định rồi. Quyết định gì anh? Kiều đứng đây nha. Anh vô anh mời má Kiều ra. Đừng anh. Sao vậy? Anh ơi, em mà đứng đây má em ra không được đâu anh ơi. Ủa? Ủa sao vậy? Em vô má em mới ra được thôi. Chào cho em vô.